Em ơi suốt đêm thao thức vì hôm nay mình sẽ review sơ cái Ultimate Year Boom 3. Đây là cái hộp nó không có gì cả. Khi bạn mua thì khi bạn khui cái hộp ra thì nó sẽ có cái hộp màu sắc như thế này, một cái loa đựng trong. Ok, cái loa mình đã lấy ra rồi. Bây giờ hộp thì chả có gì, chỉ có sạc cáp thôi. Đây là cái Ultimate Ear Boom 3. Lý do mà mình mua cái này là để mình đi chơi mang theo nghe. Trước khi mà chúng ta nói về cái chuyện âm thanh nó hay không thì mình sẽ nói là lý do mà tại sao bạn quyết định mua một cái loa di động như thế này. Có rất là nhiều cái loa có pin, mình nói là có pin nha chứ không phải là di động, tại vì có những cái có pin nhưng mà rất là khó mang theo. Mình rất là thích combo revo nhưng mà nó khá là khó mang theo vì nó bầu bệnh, nó có pin, nó chỉ dùng để ở kích điện nghe sách từ nhà này sang nhà khác, hoặc bạn di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác để bạn nghe. Còn khi mà bạn muốn cầm một cái loa đi ra ngoài nghe nhạc mà không phải bận tâm đến chuyện nó rơi vỡ ướt nước thì ok, bạn sẽ cần một suy nghĩ một chuyện khác. Đây là cái loa Ultimate Ear của thương hiệu Logitech. Có thể là ít bạn biết đây là thương hiệu Logitech hay không. Rồi cái nữa là nó khá là đơn giản, nó không hề có bất kỳ một cái lỗ cắm hay cái giắc cắm nào ngoại trừ cái giắc cắm sạc. Mặc dù ở đây giờ này vẫn còn xài cổng micro USB thì hơi quê nhưng mà không sao. Nó có trang bị cho chúng ta cái dock sạc, nhưng mà cái dock sạc này phải mua riêng. Các bạn cứ cắm lên sạc, sạc xong lấy ra rất là ok. Rồi cái này nó cải tiến hơn cái đời 2 và đời 1, là nhìn nó bắt đầu nó có vẻ đẹp hơn, cái lớp vỏ ngoài nó có vẻ cứng cáp hơn. Mình sẽ nói lại câu chuyện tại sao lại mua ha. Khi bạn đi có rất là nhiều nơi nó ẩm ướt thì việc các bạn mang một cái loa mà không có chức năng chống nước, không có chức năng kháng lại thời tiết thì cái chuyện mà nó hư là chuyện bình thường. Giống như mình có combo Shaolin 1, mình rất là thích nó, đi đâu mình cũng mang, một sau một thời gian nó bị ẩm, nó bị này kia, nó trời ngoài mưa nước dâng lên, đi hồ bơi các bạn mang dâng nước lên rất là phiền ha. Còn khi các bạn mua một cái loa mà các bạn biết là sức khỏe của cái loa đó tốt thì ok, đó là một cái loa good. Ngoài ra cái size cầm nó cũng là một cái vấn quan trọng. Ở đây các bạn nhìn, các bạn nhiều khi các bạn không ước lượng được, có thể bị kích thước size người mình nó cũng khác các bạn, thì mình sẽ cho các bạn xem một thứ mà các bạn có thể ước lượng được. Ok, đây là lon bia. Kích thước của cái lon này nó sẽ lớn hơn cái lon bia một tí, chỉ một tí thôi, nó cũng cao hơn một tí, cũng chỉ một tí thôi, nó đủ để bạn cầm trên tay và bạn cảm thấy thoải mái. Thì để làm gì? Để cái loa này có thể gắn vô những cái chỗ mà các bạn để bình nước, các bạn có thể vừa đi các bạn vừa nghe. Rất là nhiều nơi ở châu Âu có thời tiết ẩm ướt, sương mù, mưa phùn thì cái loa này nó giải quyết bài toán đó rất là tốt, và nhất là khi các bạn đi chơi ngoài trời các bạn cũng rất là tốt. Không lý do gì trời lạnh ẩm mà chúng ta không thể nghe nhạc được thì cái loa này nó giải quyết vấn đề đó. Rồi các bạn bìa đi. Có nhiều bạn nói rằng khi mà các bạn đi một nhóm lớn, các bạn muốn có âm thanh loa du lịch vừa nhỏ gọn vừa có sôi động đập ầm ầm thật là bạo lực. Nhưng mà nó là không nhất, không phải lúc nào các bạn đi du lịch bạn cũng đi một nhóm lớn. Nếu như các bạn đi một nhóm lớn 5 người, 7 người, các bạn đủ người để mang theo một cái loa lớn hơn, thoải mái hơn, quẩy nhiệt tình hơn. Nhưng nếu như các bạn đi một nhóm khoảng chừng 3 người, 4 người, thật ra là 5, 6 người cũng được. Nhưng các bạn nghe nhạc ở đâu? Các bạn nghe nhạc trong khách sạn, các bạn nghe nhạc trong resort, các bạn nghe nhạc trong phòng, các bạn nghe nhạc ở hồ bơi, các bạn nghe nhạc ở bãi biển. Có rất nhiều loại loa sẽ làm được chuyện đó. Có cái làm ở bãi biển, có cái làm ở hồ bơi, có cái cũng làm trong phòng.
Và những cái loa như thế này mình rất là thích, tại vì nó là cái loa mà để các bạn nghe khi ăn tối, các bạn nghe trong phòng nhỏ nhẹ dẫn dụ các bạn nghe để ngủ được. Khi các bạn mua một cái loa mà nó để dành nghe bạc ti ngoài bãi biển thì khi các bạn vô phòng ngủ các bạn mở nhỏ các bạn lại không chịu được. Đây đó lý do tại sao mình mua cái loa như thế này, âm thanh nó cực kỳ là trong trẻo, hay, giá thành rẻ 4 triệu. Trong cái khoảng 4 triệu đó có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng mà bây giờ đối với mình lựa chọn một cái loa nghe âm thanh hay, dễ thương, âm thanh nó dẫn dụ trong trẻo. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn nghe nha. Okay. Vocal. Có thể
phần nhạc, phần bass nó sẽ ít được các bạn đồng tình, nhưng mà phần beat rất ngọt. Dòng người cố quên những ngón tay đàn vào nhau. Phố dài rộng quá, phố quên đôi ta rồi. Phố quên những chiều đón đưa hẹn hò. Và rồi những bước chân không còn nơi đây. Trình bày như anh với em xưa yêu thương bằng tên ký ức. Đã có những chiều phố chưa ta qua, phố hẹn mùa yêu ở cuối con đường. Giờ đường hai ngã người thương thành lạ. Được cái chất ngọt của cái giọng ca. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc anh xa về. Rằng mai đây anh lại thấm ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây em. Chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Còn ai muốn mua cái loa này để đem đi làm, kiểu như mà mấy cô mấy chú đem ra ngoài chợ ngồi, đem ra hàng quán ngồi làm việc mà thì hết sảy, thì vì cái loa này pin lâu, pin từ 8 đến 15 tiếng tùy theo cái độ lượng bạn nghe, và để mà nghe nhạc vàng thì tuyệt vời, rất là ngọt, rất là ngọt nước. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Đó, người lớn cũng nghe được, người trẻ cũng nghe được. Bây giờ tới khi các bạn học sinh mua cái này bỏ trong cặp, đem đi học giờ ra chơi nghe cũng được. Bây giờ nghe nhạc của các bạn vậy. Nhiều người sẽ không biết bài này, nhưng mà các em học sinh là chắc sẽ biết. À, Blackpink. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Hey there girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clap, bada bing, bada boom. When the box, I'm in the night, bada boom. Put your ass up, you're the guy. Nó
không đủ để các bạn nghe để nhảy đâu, nhưng mà nó đủ để các bạn nghe trong nhóm, nghe ở một góc lớp, nghe ở một góc sân trường, các bạn tự chơi vui với nhau đó. Nó đủ để cho các bạn học mặt bạn bè cuối ngày ha, trong lớp, giúp cho các bạn có một khoảng, ví dụ như là các bạn học ca sáng và ca chiều thì các bạn có khoảng nghỉ trưa nó rất là sống động chẳng hạn, hoặc là giờ đi học thể dục thú vị hơn. Chứ còn mà các bạn mong chờ cái la này để nhảy thì không thể. Cái la này nó cũng thuộc loại là to mồm. Nãy giờ là mình chỉ tặng mở 30% thôi, bây giờ mình để xa xíu mình mở khoảng chừng 80-100% thôi. Bombay. Cũng thuộc loại thổi bò lắm á chứ. Acoustic thì nó lại càng hợp, vì những cái tiếng trap, những cái tiếng đàn nhạc, những cái nhạc cụ acoustic vô cái loa này nghe rất là dễ chịu. Với đất cần gì nhiều ngoài em, với đất cần gì nhiều ngoài. Đây là cái loa đi du lịch. Với đất cần gì nhiều ngoài. Nhưng mà là cái loa sẽ giúp cho các bạn nghe ở đêm trong phòng, nghe trong phòng ngủ, anh nghe ở phòng ăn, em như một cành nho xanh, ngồi ở ban công ngắm biển ha, ngắm cảnh chiều rất là nhẹ nhàng. Nụ cười em là mồi lửa, em phá vỡ đi. Có những cái loa đi du lịch dành cho nhóm bạn, nhưng cũng có những cái loa như thế này đi du lịch dành cho hai người. Tốn nhiều ca loa, thế nên anh gầy trơ xương. Ở trong xóm anh đi, các bạn mua cái như thế này để đầu giường ngủ cũng được. Anh đủ thứ nhưng quên dặn đừng say em như con cuốn chiếu. Anh có rất nhiều chân thật, bài hát này ngon vì đám tụi anh rất thân mật. Anh như con cáo và em vẫn cành nho xanh. Một bài hát nha, một bài nó tương tự chút xíu. Thôi ra đi. Rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng. Nồng khóc chót làn mi, uống cùng anh cho đêm này say chát ngát sâu đậm đắng. Còn đâu những đam mê ta kiếm tìm màu vẫn xanh mới, lạc giữa mây đàn trong xa xôi. Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh. Hãy
đó, tiết mục review và nghe thử cái loa Uebum 3. Tới đây là hết rồi. Các bạn có thể tự quyết định các bạn mua hay không, nhưng các bạn hãy nhớ, ngoài cái chuyện hay hay không hay theo cảm nhận của từng người, nó còn là câu chuyện thứ nhất, nó gọn hay không, nó có trong nước hay không, nó có cái cách nghe nó hợp với bạn hay không. Nếu như mà bạn muốn mua một cái loa mà sập sình nhảy nhót đi chơi thì cái loa này nó không hợp đâu. Nhưng mà các bạn muốn mua cái loa mà dành cho những bạn mà hay đi phượt một mình, đi du lịch hai người thì ok, cái loa này tuyệt vời luôn. Nhẹ nhàng, tình cảm, du dương và réo rắt. Pin cũng lâu, pin từ 8 đến 15 tiếng cũng được coi là lâu. Đấy, ok. Good. Rất là good. Ây da. Nhiều.